Mở đầu bản tin trong nước và quốc tế hôm nay là một số tin tức trong nước đáng chú ý. Thưa quý vị, sau khi kết thúc tốt đẹp chuyến thăm làm việc với Nghị viện châu EP, Vương Quốc Bỉ vào lúc 21 giờ 30 phút ngày 10 tháng 9 theo giờ địa phương, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã tới sân bay Vantaa, thủ đô Helsinki, Cộng hòa Phần Lan theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Phần Lan Vanhanen. Chuyến thăm chính thức Cộng hòa Phần Lan của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhằm triển khai đường lối đối ngoại Đại hội 13 của Đảng, góp phần tiếp tục thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt Việt Nam-Phần Lan. Dự kiến trong chuyến thăm chính thức Phần Lan từ ngày 10 đến 11 tháng 9, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ trao đổi với các nhà lãnh đạo Phần Lan về hợp tác song phương và các lĩnh vực hợp tác chiến lược, phương hướng tăng cường hợp tác giữa Quốc hội hai nước cũng như các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm. Hai bên cũng sẽ trao đổi về công tác kiểm soát dịch COVID-19, trong đó có hợp tác cung cấp vaccine, thuốc và các vật tư y tế. Trong khuôn khổ chuyến thăm sẽ diễn ra nhiều hoạt động xúc tiến đầu tư, kết nối doanh nghiệp hai nước, gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Phần Lan. Tiếp tục chương trình làm việc với đại sứ các nước và đại diện các nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Chiều 9 tháng 9 tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có buổi làm việc với đại sứ, trưởng phái đoàn Liên minh châu Âu-EU, đại sứ các nước EU, Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu, Eurocharm và một số tập đoàn doanh nghiệp của châu Âu tại Việt Nam. Trong không khí chân thành, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cảm ơn EU và các nước thành viên đã cam kết viện trợ hơn 10 triệu liều vaccine và trang thiết bị y tế cho Việt Nam. Trên tinh thần cởi mở, xây dựng và trách nhiệm cao, các đại sứ và đại diện lãnh đạo một số doanh nghiệp EU tán thành với nhận định của Thủ tướng về việc phòng chống dịch COVID-19 là chưa có tiền lệ, mong muốn việc tổ chức thực hiện tại các địa phương cần linh hoạt, hiệu quả, thông suốt hơn. Ngay tại cuộc làm việc, Thủ tướng đã trực tiếp giải đáp và chỉ đạo các bộ ngành địa phương giải đáp xử lý ngay những phản ánh kiến nghị đề xuất chính đáng của các doanh nghiệp. Thủ tướng khẳng định thời gian tới sẽ đẩy mạnh phát triển công nghiệp dược và tăng cường năng lực y tế. Thủ tướng đã chỉ đạo bộ trưởng các bộ ngành liên quan và chủ tịch Ủy ban nhân dân các địa phương xử lý ngay những khó khăn vướng mắc, tạo thuận lợi để doanh nghiệp thực hiện phương án tổ chức sản xuất trên tinh thần sản xuất phải an toàn để sản xuất. Thủ tướng đề nghị các đại sứ và cộng đồng doanh nghiệp EU tại Việt Nam tiếp tục góp phần thúc đẩy quan hệ Việt Nam EU phát triển lên tầm cao mới, có tiếng nói thúc đẩy để Quốc hội và chính phủ các nước EU phê chuẩn hiệp định EVIPA trong thời gian sớm nhất, tiếp tục hỗ trợ vaccine, chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine, thuốc điều trị cho Việt Nam. Đồng thời, tiếp tục thúc đẩy Ủy ban châu Âu EC sớm gỡ bỏ thẻ vàng IUU đối với Việt Nam, hỗ trợ tạo điều kiện cho cộng đồng người Việt Nam tại các nước EU học tập, lao động và sinh sống. Cũng tại buổi làm việc, Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam đã trao Bộ Y tế khoản hỗ trợ trang thiết bị y tế trị giá 40 tỷ đồng từ đóng góp của các doanh nghiệp. Thưa quý vị, từ ngày 2 đến ngày 16 tháng 9, tỉnh Thanh Hóa thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16. Nhằm nâng cao ý thức chấp hành quy định của người dân, lực lượng công an thành phố Thanh Hóa đã cùng với hệ thống chính trị triển khai quyết liệt có hiệu quả các biện pháp kiểm soát phòng chống dịch. Chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 số 4 trên đại lộ Lê Lợi, phường Đông Hương. Tại đây, công an thành phố Thanh Hóa phối hợp với lực lượng liên ngành thường trực 24/24 giờ ở các cửa ngõ giao thông ra vào thành phố để kiểm soát phòng chống dịch. Người dân đã có ý thức chấp hành tốt những cái quy định được đưa ra của chỉ thị cũng như là văn bản của chủ thành phố. Bên cạnh đó thì là khó khăn ở đây là một số người dân còn chưa có khi ra khỏi nhà còn chưa có giấy. Còn tại chốt kiểm soát trên đường quốc lộ 1A, lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp với nhân viên y tế, dân quân tổ chức test nhanh COVID cho các lái xe tải, xe chở hàng từ các nơi khác đi vào địa bàn thành phố. Công an thành phố đã tham mưu cho cấp ủy chính quyền thành lập 8 cái chốt để kiểm soát các cái cửa ngõ vào thành phố. Để trong đó huy động tổng thể các lực lượng công an là nòng cốt xung kích để kiểm soát tất cả những cái người vào thành phố cũng như là từ thành phố đi đến các cái nơi khác. Ngoài 8 chốt kiểm soát trên các tuyến quốc lộ, Công an thành phố Thanh Hóa còn lập 90 chốt ở các phường xã, các khu vực phong tỏa thuộc phường Ngọc Trạo, Ba Đình, Bệnh viện Hợp Lực để kiểm soát người phương tiện, với mong muốn địa phương kiểm soát tốt dịch bệnh để Thanh Hóa sớm trở lại trạng thái bình thường.
Được coi là động lực chính của tăng trưởng kinh tế năm nay, đến thời điểm này nhiều địa phương, bộ, ngành đang nỗ lực đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ. Tuy nhiên, hết 8 tháng, vốn đầu tư công giải ngân vẫn còn chậm, mới chỉ đạt khoảng 40%. Chỉ còn một tháng nữa là hết quý 3 của năm nay, nhưng tình hình giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Bình Định mới đạt khoảng 50% kế hoạch. Dịch COVID-19 đã khiến hoạt động đầu tư công bị ngưng trệ do giãn cách xã hội. Tuy nhiên, những nguyên nhân cố hữu, trong đó có giải phóng mặt bằng, sự thiếu quyết tâm của đội ngũ cơ sở đã khiến tiến độ đầu tư công diễn ra khá chậm chạp so với mục tiêu đề ra. Vì vậy, lãnh đạo địa phương này đang quyết liệt để thúc đẩy việc triển khai nguồn vốn này. Tôi đề nghị các địa phương và các cái chủ đầu tư là phải quán triệt hết sức là nghiêm túc, đảm bảo theo đúng cái tiến độ đặt ra. Vốn trung ương là chúng ta phải đảm bảo cam kết là đến 30 tháng 9 là chúng ta phải giải ngân được 60%. Và hết năm là phải đảm bảo 100%. Và cái vốn này thưa công chí là nếu mà chúng ta kéo dài qua ngày 31 tháng 1 năm 2022 thì các công chí phải chịu trách nhiệm nếu mà bị thu hồi. Trên bình diện cả nước, ước tính đến hết tháng 8 năm nay, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước mới chỉ đạt 40,6% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Con số này thấp hơn 5,8% so với cùng kỳ năm 2020. Hiện 33 trên 50 bộ ngành và 18 trên 63 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt dưới 30%. Nếu không có những giải pháp quyết liệt từ góc độ địa phương, bộ ngành, thì lĩnh vực đầu tư công của Việt Nam rất khó để về đích trong năm nay. Mang tính đột phá ngay từ bây giờ và thúc đẩy được cái kết quả giải ngân thể hiện được cái yếu tố tích cực ngay thì phụ thuộc rất nhiều vào các bộ ngành và địa phương trong công tác cái chỉ đạo điều hành trong việc thực hiện dự án, nhất là trong cái bối cảnh tác động của dịch bệnh. Rất mong tùy theo điều kiện cụ thể của mỗi một địa phương nào mà ít bị dịch bệnh thì có thể quan tâm được nhiều hơn và thúc đẩy ngay cái vấn đề giải ngân. Mà chúng ta đang rất kỳ vọng trong bối cảnh hiện nay phải đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư và tăng cái vốn đầu tư công lên, vì đó là một động lực tăng trưởng. Và nếu có duy trì được như thế, ít nhất như năm ngoái, thì chúng ta mới hy vọng là bù đắp được phần nào tác động của COVID-19, đặc biệt làn sóng thứ tư đối với tăng trưởng kinh tế. Không thể phủ nhận dịch COVID-19 đã làm gián đoạn đáng kể công tác đầu tư công tại nhiều địa bàn. Bên cạnh đó, tình trạng giá cả nguyên vật liệu tăng mạnh đã khiến nhiều dự án bị đội vốn, phải điều chỉnh kế hoạch đầu tư, dẫn đến kéo dài thời gian. Tuy nhiên, tình trạng tiền trong kết nhưng không giải ngân được, có không ít nguyên nhân đến từ chủ quan, đòi hỏi tinh thần và sự quyết liệt của những người đứng đầu các đơn vị địa phương. Chuyển sang phần tin quốc tế, hãng dược phẩm Moderna ngày hôm qua thông báo đang phát triển loại vaccine một liều duy nhất kết hợp giữa mũi tăng cường chống COVID-19 với vaccine cúm thử nghiệm của hãng, với hy vọng có thể đưa ra thị trường mũi tiêm vaccine hàng năm chống virus thể bào gây bệnh lý hô hấp và các loại bệnh về hô hấp khác. Moderna hiện thử nghiệm lâm sàng vaccine ASV trên người lớn tuổi. Trước đó một ngày, Novavax, dù chưa được nhà chức trách cấp phép cho vaccine COVID-19 của hãng, cũng cho biết đã tiến hành nghiên cứu giai đoạn đầu thử nghiệm trộn vaccine cúm và vaccine ngừa COVID-19. Bên cạnh đó, Moderna đã cập nhật thông tin về thử nghiệm giai đoạn giữa đối với vaccine ngừa COVID-19 trên khoảng 4.000 trẻ em từ 6 tháng đến 11 tuổi với liều lượng 50 microgram trên một mũi. Moderna cũng đang thử nghiệm tiêm chọn lọc cho nhiều nhóm tuổi khác từ 2 đến 6 tuổi và từ 6 tháng đến dưới 2 tuổi. Tháng 12 năm 2020, Moderna đã được Mỹ cấp phép sử dụng khẩn cấp tiêm hai mũi vaccine ngừa COVID-19, liều 100 microgram cho người trên 18 tuổi. Hiện Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ FDA cũng đang xem xét cấp phép tiêm vaccine của hãng cho nhóm tuổi vị thành niên. Sáng nay, theo giờ Hà Nội, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã thông báo về kế hoạch mới phòng đại dịch COVID-19, theo đó bắt buộc tiêm vaccine đối với toàn bộ nhân viên liên bang, giới chủ lao động và nhân viên chăm sóc y tế. Dự kiến sẽ có đến 2/3 số người lao động trên toàn nước Mỹ được tiêm chủng theo quy định mới này.
Theo kế hoạch của Tổng thống Biden, chính phủ sẽ yêu cầu tiêm vaccine cho hơn 17 triệu nhân viên y tế tại các bệnh viện và các cơ sở chăm sóc sức khỏe cho người nghèo, người khuyết tật và người già. Các nhân viên liên bang sẽ có 75 ngày để hoàn tất việc tiêm vaccine. Những người từ chối tiêm mà không có quyền miễn trừ tiêm vaccine sẽ bị cho nghỉ việc. Khi bạn đến một cơ sở y tế, bạn cần được biết người chăm sóc mình đã được tiêm phòng đầy đủ. Tôi sẽ ký một lệnh hành pháp yêu cầu tất cả nhân viên chính phủ phải tiêm vaccine và làm một lệnh hành pháp áp dụng các quy định tương tự cho nhân viên của các nhà thầu làm ăn với chính phủ liên bang. Bộ Lao động Mỹ sẽ ban hành luật yêu cầu các doanh nghiệp có trên 100 nhân viên phải cho các nhân viên tiêm vaccine và xét nghiệm hàng tuần. Các quy định mới sẽ có thể giúp mở rộng độ bao phủ vaccine ngừa COVID-19 đối với khoảng 100 triệu người lao động, tức 2/3 lực lượng lao động trên toàn nước Mỹ. Sáng nay, Hàn Quốc cho biết trong một tuần qua, số ca mắc COVID-19 mới trung bình hàng ngày ở học sinh từ bậc mầm non đến trung học đang gia tăng so với thời gian trước, đặc biệt là sau khi nước này nối lại các hoạt động trực tiếp. Theo Bộ Giáo dục Hàn Quốc, chỉ tính riêng từ ngày 2 đến ngày 8 tháng 9 vừa qua, số ca mắc mới trung bình hàng ngày ở học sinh từ bậc mầm non đến trung học là 177 ca, cao hơn nhiều so với mức 160 ca ghi nhận từ giữa tháng 8. Ngày càng có nhiều học sinh phải tự cách ly ở nhà sau khi tiếp xúc với các trường hợp dương tính, tăng gấp nhiều lần so với thời gian trước. Sự lây lan này được xác định bắt đầu từ khi các trường học nối lại lớp học trực tiếp vào cuối tháng 8 cho học kỳ thứ 2 của năm. Trước tình hình này, một số phụ huynh đã kêu gọi học trực tuyến trở lại, do hiện chỉ có học sinh trung học được tiêm chủng. Vì mức độ an toàn chưa được kiểm chứng đầy đủ, chính phủ Hàn Quốc tạm thời không xem xét việc tiêm chủng cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi. Trong khi đó tại Mỹ, học khu thống nhất Los Angeles, hệ thống quản lý trường công lớn thứ 2 ở Mỹ, cũng vừa công bố quy định bắt buộc tiêm chủng với học sinh từ 12 tuổi trở lên, chậm nhất cho đến ngày 10 tháng 1 năm 2022, trừ các trường hợp được miễn trừ. Đây là lần đầu tiên một cơ quan quản lý giáo dục lớn tại Mỹ đưa ra quy định bắt buộc như vậy và có thể trở thành tiền lệ để các địa phương khác làm theo. Hôm qua, Liên Hợp Quốc cảnh báo việc đóng băng hàng tỷ đô la Mỹ tài sản của Afghanistan có thể kéo dài theo một cuộc suy thoái kinh tế nghiêm trọng tại quốc gia Trung Nam Á và đẩy hàng triệu người rơi vào cảnh nghèo đói. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh cộng đồng quốc tế vẫn đang thúc đẩy các nỗ lực nhân đạo tại Afghanistan. Phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, đặc phái viên Liên Hợp Quốc về Afghanistan nhấn mạnh cần nhanh chóng tìm ra giải pháp để đưa dòng tiền trở về Afghanistan nhằm ngăn chặn một sự sụp đổ hoàn toàn về kinh tế và trật tự xã hội, đồng thời đảm bảo số tiền không bị lực lượng Taliban sử dụng sai mục đích. Phần lớn khối tài sản trị giá 10 tỷ đô la Mỹ của Ngân hàng Trung ương Afghanistan đang được cất giữ tại nước ngoài và cho đến nay, Mỹ vẫn chưa nới lỏng các biện pháp trừng phạt để Taliban có thể tiếp cận với hệ thống tài chính toàn cầu. Trong khi đó, Quỹ tiền tệ quốc tế IMF cũng đã ngăn Taliban tiếp cận khoảng 440 triệu đô la Mỹ trong các khoản quỹ dự trữ khẩn cấp của mình. Tại cuộc họp, cả Nga và Trung Quốc đều cho rằng cần giải ngân số tài sản bị đóng băng của Afghanistan. Trong khi đó, Chủ tịch Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế đã kêu gọi cộng đồng quốc tế tiếp tục hỗ trợ nhân đạo tại Afghanistan, đồng thời bày tỏ hy vọng chính phủ lâm thời tại nước này tạo điều kiện cho hoạt động này. Pakistan và Qatar trong ngày 9 tháng 9 cũng khẳng định không nên gắn liền hoạt động hỗ trợ nhân đạo với diễn biến chính trị tại Afghanistan và cần tránh những bước đi có thể khiến nền kinh tế Afghanistan sụp đổ. Hôm qua, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo nước này và Belarus đã nhất trí sẽ thiết lập một thị trường dầu khí hợp nhất nhằm thắt chặt hơn nữa quan hệ song phương và hướng tới duy trì giá khí đốt cho năm 2022 ở mức như hiện tại. Phát biểu sau cuộc hội đàm với người đồng cấp Belarus Alexander Lukashenko tại Điện Kremlin, Tổng thống Putin đã đưa ra thông báo trên. Sau khi thảo luận kỹ lưỡng, chúng tôi đã đạt được sự đồng thuận về vấn đề khí đốt. Cụ thể là giá khí đốt của Nga bán cho Belarus trong năm 2022 sẽ giữ nguyên như hiện tại. Ngoài ra, hai nước sẽ thành lập một thị trường hợp nhất về dầu lửa và khí đốt, cũng như một thị trường chung về năng lượng điện. Ngoài ra, tại lần gặp này, hai nhà lãnh đạo cũng đề cập tới cuộc tập trận song phương quy mô lớn gần biên giới phía Tây, nhấn mạnh hoạt động quân sự này là hoàn toàn bình thường. Cuộc tập trận diễn ra trong bối cảnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO đang tăng cường hiện diện tại khu vực. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin trong nước và quốc tế hôm nay của Đài Phát Thanh và Truyền hình Bắc Cạn. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả.